Thưa Ngài Đại sứ David Shear, thưa các vị đại sứ, thưa các vị đại diện cho các tổ chức quốc tế, thưa các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các bộ ngành, các tỉnh, thành phố trong cả nước, thưa các vị đại diện cho cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp, thưa tất cả quý vị và các bạn. Đến hẹn lại lên, lần này thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau tại đây để dự lễ công bố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của năm 2012. Thay mặt cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thì tôi xin được chân thành cảm ơn các vị khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các nhà doanh nghiệp và tất cả các quý vị đã về dự cái buổi lễ quan trọng này. Như chúng ta đều biết thì PCI qua 8 năm nghiên cứu và công bố thường niên kể từ năm 2005 đã thực sự trở thành một cái nguồn thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, cho các nhà đầu tư về môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Thông qua những kết quả phân tích, điều tra, chỉ số PCI đã cung cấp cho chính quyền các tỉnh, thành phố đánh giá của doanh nghiệp về năng lực và hiệu quả của các cơ quan chính quyền trong việc điều hành kinh tế, đồng thời cũng cung cấp những gợi mở về cách thức cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, từ đó tạo ra việc làm và phát triển kinh tế địa phương. Thông qua kết quả nghiên cứu của PCI, những cái kinh nghiệm tốt nhất trong cái điều hành kinh tế ở cấp địa phương cũng đã có tác dụng lan tỏa đến các địa phương khác trong cả nước. PCI cũng đang chứng minh cái tính hữu ích của mình đối với cơ quan lãnh đạo ở Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành khi đưa ra các so sánh về chất lượng điều hành kinh tế của các địa phương, có thể xác định được những lĩnh vực cần tăng cường, giám sát, cải thiện, đặc biệt đối với các vấn đề phân cấp, vấn đề phát triển hạ tầng và vấn đề liên kết vùng. Chúng tôi vui mừng cũng nhận thấy rằng rất nhiều nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế đã sử dụng chỉ số PCI như là một cái dữ liệu tham khảo quan trọng để ra quyết định đầu tư và hỗ trợ cho các địa phương. Đáng chú ý là chỉ số PCI đang thúc đẩy quá trình cải cách môi trường kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch và bình đẳng. Chỉ số PCI thu hút được sự quan tâm của nhiều chính quyền địa phương, là cảm hứng và là động lực cho cải cách ở các cấp chính quyền địa phương và tạo ra một cái cuộc đua lành mạnh giữa các địa phương trong việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp. Thưa tất cả quý vị, chúng ta vừa trải qua một năm 2012 đầy khó khăn. Đây là một trong những năm khó khăn nhất của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế nước ta kể từ khi chúng ta tiến hành công cuộc cải cách và mở cửa. Điều này thể hiện rất là rõ trong cảm nhận của các doanh nghiệp qua cái kết quả PCI năm 2012. So với những năm trước đây, thì các doanh nghiệp đã cả trong và ngoài nước đều kém lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh. Chỉ có 33% số doanh nghiệp cho biết sẽ có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh trong vòng 2 năm tới. Và cái tỷ lệ này thì thấp, chỉ bằng một nửa so với lại cái chỉ số trên 70% doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh khi mà chúng ta trước cái thềm hội nhập WTO vào năm 2006. Báo cáo PCI năm 2012 cũng cho thấy chính quyền ở nhiều địa phương, đặc biệt là các địa phương ở nhóm dưới trong bảng xếp hạng qua các năm trước, đã có sự bứt phá để thu hẹp khoảng cách với các tỉnh, thành phố đi trước, thậm chí vượt lên bằng những nỗ lực cải cách trong một số lĩnh vực như gia nhập thị trường, cải cách hành chính, giảm chi phí thời gian và đơn giản hóa thủ tục, tăng cường thông tin, giảm thiểu nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp. Tuy vậy thì cũng còn một số lĩnh vực điều hành mà doanh nghiệp đánh giá là mức cải thiện còn chậm, thậm chí còn rất chậm, như việc tiếp cận đất đai, đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp hay là cơ chế giải quyết khiếu nại và tranh chấp. Sự khựng lại của nhóm các địa phương ngôi sao trong cải cách của những năm trước đây và xu hướng hội tụ lại quanh điểm số trung bình của chỉ số PCI đã cho thấy chừng nào sự lúng túng của các địa phương trong việc tiếp tục những nỗ lực cải cách. Điều này cũng cho thấy Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách theo chiều sâu,
và cần phải có những lỗ động lực mạnh mẽ hơn trong cải cách thể chế nhằm tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Những lĩnh vực tương đối dễ trước đây như là thủ tục gia nhập thị trường, như là chi phí thời gian, không còn nhiều dư địa cho cải cách. Chúng ta cần tập trung vào những lĩnh vực khác liên quan nhiều đến thể chế, như cải thiện tính minh bạch, xác lập thị trường đất đai và bất động sản thuận lợi và minh bạch, xây dựng hệ thống hành chính và thiết chế pháp lý bảo vệ doanh nghiệp có hiệu quả, đẩy mạnh chống tham nhũng, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Đây chính là những lĩnh vực tác động lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đảm bảo sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong thời gian tới. Và đây là những cải cách sâu rộng cần có nhiều thời gian và công sức hơn. Rõ ràng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, những nỗ lực nhằm xây dựng thể chế có chất lượng cao với thủ tục hành chính đơn giản, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình đầy đủ sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, ngăn chặn tham nhũng và lãng phí, góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh của tổng thể nền kinh tế và các doanh nghiệp. Đây là điều đã được khẳng định trong thông điệp đầu năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, là một hướng đi rất quan trọng và rất cần thiết, cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ và sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng này của cải cách hành chính và thể chế. Kính thưa quý vị, tại lễ công bố hôm nay, tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng các tỉnh, thành phố đứng đầu trong bảng xếp hạng của PCI năm 2012. Đó là các ngôi sao mới, các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Lào Cai hay những tỉnh có những nỗ lực vượt bậc trong cái lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như Vĩnh Long, Thái Nguyên, Bình Định, Trà Vinh. Những phấn đấu nỗ lực của các địa phương khác tuy chưa nằm trong nhóm dẫn đầu nhưng cũng rất đáng trân trọng. Và chúng tôi tin rằng họ sẽ gặt hái được những kinh nghiệm và có được những động lực lớn hơn để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của mình trong những năm tới. Thưa các quý vị, do độ trễ của việc thực hiện các giải pháp cải cách cũng như cảm nhận của các doanh nghiệp đối với các giải pháp mà chính quyền đưa ra cần có thời gian, nên ở một số địa phương mặc dù trong năm qua đã có những nỗ lực lớn trong việc cải cách nhưng kết quả có thể chưa được phản ánh trong bảng xếp hạng lần này. Chúng tôi hy vọng những nỗ lực cải cách đó sẽ được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận trong thời gian tới. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các cấp chính quyền hãy kiên định những nỗ lực cải cách. Những thành công của chỉ số PCI có sự đóng góp hết sức nhiệt tình của gần 65.000 lượt doanh nghiệp trong cả nước đã trả lời cái cuộc điều tra của PCI trong suốt 8 năm qua. Chúng tôi xin gửi lời trân trọng tới những doanh nghiệp này, những doanh nghiệp đã tin tưởng, gửi gắm những cảm nhận, thẳng thắn bày tỏ những khó khăn, kinh nghiệm hoạt động trong sản xuất kinh doanh tại địa phương đối với PCI. Và bằng cách đó, họ đã đóng góp tích cực vào quá trình cải cách hành chính, cải thiện năng lực điều hành kinh tế của các địa phương, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh ở nước ta. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia đã có những đóng góp quý báu đối với công trình nghiên cứu này. Tôi trân trọng cảm ơn Tổ chức Hợp tác Quốc tế Phát triển của Hoa Kỳ, USAID và dự án VNCI đã hợp tác chặt chẽ với chúng tôi để thực hiện hoạt động này. Và hôm nay, thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tôi cũng rất vinh dự được thay mặt cho VCCI để trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp, để cảm ơn những đóng góp, những cố gắng của dự án VNCI và của tiến sĩ Edwin Maleski, trưởng nhóm nghiên cứu của PCI, vì những đóng góp quan trọng của họ cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần vào việc cải thiện năng lực điều hành, cải thiện năng lực môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Tôi xin được chân thành cảm ơn các quý vị đã về dự cái hội nghị hôm nay và chúc cho hội nghị của chúng ta thành công và chúc cho công cuộc cải cách môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam sẽ có thêm những động lực mới trong giai đoạn tới. Xin chân thành cảm ơn.